Và tại Ủy ban Nhân dân huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ cũng vừa mới cho biết một nữ sinh trên địa bàn đã có biểu hiện sốc phản vệ sau khi tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 2 và tử vong. Nữ sinh sinh năm 2007, học sinh lớp 9 của trường trung học cơ sở xã Minh Hạc, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. Theo đó, vào khoảng 8 giờ 20 phút ngày 16 tháng 1 năm 2022, em cùng mẹ đến điểm tiêm chủng theo lịch hẹn, được tiếp đón và kiểm tra y tế. Trước khi tiêm, em được tư vấn và giải thích về các phản ứng không mong muốn có thể xảy ra sau tiêm. Sau khi tiêm, em có biểu hiện tức ngực khó thở nhẹ. Trạm y tế xã Minh Hạc đã xử trí ban đầu, chuyển em về trung tâm y tế huyện và được chuyển về bệnh viện tỉnh để cấp cứu và điều trị tiếp theo. Ngày 17 tháng 1, khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ thông báo em tử vong. Hiện sở y tế tỉnh Phú Thọ chưa có kết luận về nguyên nhân. Sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng địa phương cũng đã tổ chức thăm hỏi động viên và chia sẻ với gia đình